Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người hai sản phẩm, đó chính là bộ lôi lốc điều hòa đông lạnh TM16, bản 2 rãnh và bản 8BK. Với cái dòng lốc đông lạnh này thì nó sẽ có 12V và 24V. Đây là cái bên em thì có đầy đủ cả TM16, TM21. Và với cái dòng ngày hôm nay em gửi đến cho anh em thì dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Valeo tại Nhật Bản. Đó, để anh em nhé, Valeo Machines Japan này. Đây là bản 8BK, bản 2 rãnh này. Đấy, cái bích này thì để cho tiện gọn cho quá trình vận chuyển thì cái mặt bích thì nó sẽ được để rời, khi nào mà chuyển tới tay khách hàng thì bên em sẽ lắp. Đấy. Đấy, lốc như thân 5.8 nhưng mà khỏe hơn rất là nhiều, 8 chân đấy. Đấy, đều là dòng điện 12V hết. Đấy, từ bên em đầy đủ luôn. Với cái dòng này thì nó sẽ chưa có dầu, tức là no oil entered, tức là không có dầu bên trong. Bởi vì khi mà chúng ta lắp ráp và sử dụng thì chúng ta mới cho dầu vào. Đây là hàng xịn luôn kia. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của dòng xe đông lạnh TM16, bản 2A và bản BK. Cảm ơn anh em đã cùng bữa chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.